Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mixing sử dụng Neutron 3 từ Isotope. Các bạn khá quen với Isotope rồi đấy. Các bạn biết Ozone 9 chứ? Dạ, của Isotope. Rồi, đây là cái bài nhạc. Thôi, mình chưa mix gì hết. Thì mình sẽ mở hết cái track này cho các bạn nghe thử ha. Rồi, và để bắt đầu thì các bạn sẽ vào cái rút sụt cái channel rack. Các bạn sẽ chọn cái on để các bạn lấy được hết cái phần audio ra. Tổng cộng ở đây là mình có 5 câu audio như thế này. Các bạn có thể nhấn chuột trái và kéo xuống. Nhấn chuột trái, giữ chuột trái và kéo xuống như thế này để các bạn chọn hết ha. Hoặc các bạn có thể nhấn shift và các bạn chọn từng cái như thế này. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ qua bàn mixer. Thì trong cái bàn mixer này mình đã chuẩn bị sẵn ở đây là 5 cái Neutron Pro theo 5 cái nhạc cụ của mình. Thì các bạn có bao nhiêu nhạc cụ thì các bạn sẽ mở bằng đó cái Neutron. Hy vọng là không quá nhiều ha. Nếu mà các bạn layer list thì mình chịu rồi. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái kênh đầu tiên có Neutron này. Chúng ta sẽ nhấn Ctrl Shift L. Ta sẽ nhấn cái tổ hợp phím Ctrl Shift L để chúng ta chuyển cái những nhạc cụ của chúng ta vào. Đây các bạn có thể thấy đây. Chuyển 1 2 3 4 5 rồi đây. Rồi ha, thì mình sẽ đổi lại màu. Đổi lại màu cho các bạn dễ nhìn ha. Bạn nhấn Shift chọn kênh. Vừa giữ Shift vừa Ctrl kênh như thế này. Rồi. Và sau đó chúng ta sẽ nhấn F2 nữa ha, nó sẽ đổi màu. Rồi các bạn mở từng kênh Neutron lên. Thì đầu tiên mình sẽ mở kênh Neutron của cái piano trước. Đó là kênh số 3 ha. Bấm cái này đi ta. Cho bạn nhìn cho nó rõ. Rồi, đầu tiên ở kênh số 3 piano, chúng ta sẽ thử xem nó tính như thế nào. Đầu tiên các bạn sẽ chọn vào cái check and hand này. Các bạn bấm next. Rồi, các bạn sẽ chọn cái loại nhạc cụ. Mình đang chọn cái kênh số 3, nó cho số 3, vậy nên nó là cái đàn piano. Mình sẽ chọn một auto detect. Nếu mà các bạn lười, còn không thì bạn có thể chọn piano dưới này để nó dễ dàng nó biết được nhạc cụ đó là gì hơn. Rồi chúng ta sẽ cho chắc của chúng ta chạy. Và đó là các bạn đã làm sai. Để làm đúng các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ chuyển cái con lăn của các bạn đến chỗ drop và các bạn sẽ chọn check and hand ngay cái vị trí drop đó. Ta chạy thì nó sẽ chuẩn hơn. Lý do là vì á, nó cần tín hiệu của tất cả các nhạc cụ để nó đọc. Và ngay chỗ đây là ngay chỗ drop, dĩ nhiên là có chỗ có nhiều nhạc cụ nhất. Chúng ta sẽ dùng cái vị trí đấy. Rồi, đấy là chúng ta đã mix xong cái piano. Chúng ta sẽ qua cái bell ha. Đây các bạn thấy, chúng ta có thể đặt tên. Cái này là bell chẳng hạn. Dễ nhìn hơn. Rồi, mình sẽ vào phần này. Mình chọn với cả system. Phần này nó sẽ là bell, kiếm bell. Nếu không có thì các bạn cứ chọn auto detect.
thứ hai đến cái thứ ba ha. Mình đã đặt tên trước đây là Bass. Rồi, mình sẽ chọn vào phần Bass, Auto Detect Bass. Đây là bay bình thường đó ha, không phải deep bay hay là sub bay. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó chạy vị trí này. Rồi, tiếp tục. Chỗ này mình sẽ làm nhanh hơn ha, thì các bạn đã hiểu cái quy trình của nó rồi đó. Rồi cuối cùng là string violin ha. Rồi chúng ta sẽ chọn vào string orchestra. Đây là string và đây là violin là note số 2. Rồi, và để xong cái phần đầu tiên là mình sẽ cho các bạn nghe thử trước. Rồi, cuối cùng nó sẽ như thế này. Các bạn có thể thấy nó đã cho thêm một chút distortion ở cái kênh piano của chúng ta. Chúng ta có thể giảm distortion và chúng ta chọn một cái kênh exciter, chúng ta hạ distortion xuống như thế này. Rồi, ok. Thì mình đã hài lòng với cái đấy rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tiếp tục mastering bằng Ozone. Tuy nhiên rồi, vì Ozone cũng có AI. Và đó là một plugin rất nổi tiếng như các bạn đã biết rồi đó. Sẽ chọn cái kiểu vintage. Hai. Rồi, mình sẽ cho các bạn nghe lại từ đầu sau khi nó đã giúp chúng ta xong. Thì cái điểm yếu của Ozone này các bạn có thể không để ý, nhưng mà mình thì mình có chú ý tới, đó là cái imager ở ngay đây của chúng ta. Chúng ta hãy làm sao cho cái phần phía bên phải này nè, từ trừ 1 đến 1 nè, nó sẽ luôn gần với số 1 nhất, khoảng từ 0.7 đến 1 là được. Đừng để nó dưới 0 nha các bạn. Ok. Thì mình sẽ chỉnh lại một chút xíu nữa ở cái chỗ này. Các bạn dùng có thể dùng cái chế độ lên ha. Rồi ok, mình sẽ chỉnh một chút ở maximizer nữa. Chỉnh cho cái ceiling lên không ha. Chúng ta đăng YouTube thì ceiling có thể lên được không? Không vấn đề gì cả. Rồi chúng ta hãy nghe thử cái chắc lúc mà mới đầu nó chưa có gì và cái chắc lúc mà chúng ta đã master rồi nha. Thì như là mình sẽ tắt hết nhạc cụ và mình sẽ tắt kênh master đi.
Rồi, nếu các bạn thích video này thì để lại một like và bấm cho mình một đăng ký trước khi chúng ta đi vào nghe thử cái đoạn mà chúng ta đã sửa lại ha. Dùng Neutron để mix và Ozone để master. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Hẹn gặp các bạn lại trong video tiếp theo.